Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Trước khi vào nội dung chính thì quý vị hãy dành 5 giây để đăng ký và ấn nút like cho cái video của tôi nhé. Thì xin giới thiệu quý vị hôm nay. Tôi muốn giới thiệu quý vị một lô đất ở thuộc xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giáp với lại cái hồ Sông Dây. Chỗ này là phía đất của hồ này và đã được nhà nước đền bù rồi. Còn cái lô đất tôi muốn giới thiệu hôm nay là có diện tích sấp xỉ 1,1 hecta. Hiện chia làm 3 sổ và có thổ cư sẵn rồi, 150m đất ở. Đất đai thì vô cùng màu mỡ, kiểu đất đỏ. Đất này rất là cao, giống như đồi vậy á. Cái này là tạo không gian rất là tốt. Anh ơi, anh nói giá bao nhiêu nhỉ? 350 triệu một sào. Là đây là thuộc cái Sông Dây đúng không? Dạ. Bên này là đền bù của nhà nước nè. Đền bù nhà nước rồi. Và đang có mương móc hết rồi. Vâng. Thực tế mà nói thì đất của mình hồi xưa nó chỉ ngang đây thôi. Nhưng mà nhà nước móc là lúc nào cũng để 3 mét thôi cho mình. Nấy không là nấy không hết. Bên đó là đập Sông Dây rồi đó. Đó nước lên đó. Ừ. Vòng qua đây vòng lắm, dài lắm. Dài thứ 200 mét giáp với lại hồ. Ở đây thì vừa rồi bên thi công đường nó đã móc ra hết rồi nè. Ừ. Thì tới đây thì chỉ anh lấy cái móc để nó làm đường đi quanh bờ đập đây rồi nè. Ừ. Đó, các cái móc số này là của bên đội thi công nó đánh dấu đó, nó đánh dấu rất nhiều nè. Nó đánh dấu gì mình cũng không rành nhưng mà nó đã đánh dấu hết rồi. Ừ. Dấu là lấy cốt gì đó. À, đánh dấu đỏ đỏ đây đúng không? Đánh dấu đỏ đỏ trên các cây này đi. Đó. Kia nữa. Trên cây này. À, đánh dấu. Thế thì 1,1 hecta. Thực tế là anh Bảo nói vừa là bao nhiêu nhỉ? 1, mấy? Ở đây là nếu mà đo lại và tổng diện tích sử dụng của mình là gần 1 mẫu tư. Gần 1 mẫu tư. Nhưng mà trong sổ sách là 1 mẫu mốt thôi. Một mẫu lễ chín. Ừ. Nó giáp với trên đường vành đai là nó vòng qua tới bên này. Tức là có 200 mét. Từ vị trí này cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100 cây số. Cách đường nhựa cái này từ đây ra tỉnh lộ 328 là bao nhiêu cây anh nhỉ? Một cây số. 328 một cây số. Đất đai đây thì tuyệt vời luôn. Đây là đánh móc hết rồi nè, anh thấy móc của nó là đánh dấu hết. Đây móc đỏ đỏ đây nè. Móc đỏ đỏ đây hết rồi. Anh giờ anh bước qua đây là anh thấy nước rồi nè. Đây là đất này là toàn bộ là của nhà nước đền. Này sang bên này là đất của nhà nước này. Đã đền bù. Đi sang bên kia xem. Xem cái hồ như nào. Đây, đất này là đất thuộc dự trữ lòng hồ rồi quý vị này. Tạm dừng một chút. Và đây là đập đây này. Nhưng mà nước nó chưa lên. Nước chưa xả, chưa lên. À, cái cỏ quý vị, cỏ này phải cao phải tới hơn 2 mét quá. 2 mét rưỡi. Cỏ tốt thật ý. Kinh hồn luôn. Chưa bao giờ thấy cái cỏ nó tốt như thế này. Cỏ cao thật. Đó, đây là thuộc lòng hồ quý vị này. Nhưng tội năm nay nước nó kém. Mưa ít. Lượng mưa chưa đáng kể. Này này. Nước chưa có. Thank you.
sao bên kia chắc nước. Đó, 7 sao đó. Có phải đường bê tông không? Dạ không, đường bê tông là Hòa Hưng. À ừ đúng rồi. Hòa Hưng thì rồi đây. Chỗ kia cái mảnh kia nằm không gian đẹp nhỉ. Đấy, những cái cây mắt mèo đây này. Đây là nước đó. Là nước cái đập đó. Ừ. Sao cây mắt mèo nó chịu nước giỏi nhỉ? Đa số. Cây này không phải mắt mèo này, cây này là cây mai dương. Ngay dưới này người ta hay gọi mắt mèo. Hay gọi mắt mèo đó. Nó chỉ nó gọi là xấu hổ đấy. Sơ bộ quý vị biết thế nào luôn. Cái khu này nhìn cái không gian rất là đẹp. Hôm nay là nước nó chưa lên thôi chứ còn. Cái giá bán 350 một sào. Tôi 3 tỷ rưỡi một héc thì tương đương lô này 1 héc 1 thì là 3 tỷ 3 tỷ 9 à, sắp xỉ 3 tỷ 9 à. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau. Có cái cầu bắc qua đây này.